Chị ơi, chị uống nước gì đấy hả chị? Chị uống nước lá tía tô. Ô, thế nước lá tía tô để giảm cân hả chị? Ai bảo em thế? Chị uống cho mát thôi, đang mùa hè nóng rồi chị uống cho mát thôi. Vì cái đường ruột của chị nó không được tốt lắm, chị uống cho nó tốt cho tiêu hóa thôi, chứ ai bảo em là lá tía tô uống nước tía tô là giảm cân. À, thế thì tiện đây em hỏi luôn cho một cái bạn ở trước, bạn ấy bình luận trên kênh của mình ấy, là chị nghĩ sao về cái phương pháp uống thuốc lá nam để giảm cân hả chị? À, ừ đấy. Bây giờ cái kiểu như là nhiều người cần giảm cân quá nên là mọi cái phương pháp đều được lên ngôi hay sao ấy. Chị thấy họ chia sẻ ở trên mạng nhiều lắm những cái nước là uống nước ép củ dền, rồi uống nước ép này kia trong bao nhiêu ngày thì giảm được bao nhiêu cân. Rồi có nhiều người thì dùng các cái loại lá như là lá ổi, lá xoài, rồi thuốc nam để giảm cân. Họ nói là họ uống trong một thời gian thì bụng họ xẹp hẳn đi. Hay là cũng có nhiều người lại còn nấu cả sả với gừng để giảm cân. Thực ra ấy, giảm cân em có biết là nó mấu chốt ở vấn đề là mình ăn uống. Chị nghĩ là rất nhiều phần, 80% cái sự thành công của giảm cân nó đến từ ăn uống. Thứ nhất là mình phải biết ăn để ăn vào phải ít hơn tiêu hao thì lúc đó mình mới giảm được cân. Thứ hai nữa là ăn uống phải cân bằng dinh dưỡng để cho cơ thể của chúng ta tăng cái chỉ số chuyển hóa lên. Khi chuyển hóa tăng lên thì cái việc giảm cân, giảm mỡ nó mới được thực hiện, nó mới thành công, nó mới lâu dài. Vậy thì quay trở lại việc uống những cái loại nước này. Nếu như mà chúng ta uống nước này nhưng mà chúng ta ăn ít đi thì ok, đó là mình giảm do mình ăn ít đi chứ không phải giảm do uống cái nước này. Còn nếu như mình uống nước nhưng mà mình vẫn ăn nhiều thì không bao giờ có thể giảm được cân cả. Còn những cái người mà người ta dùng các cái phương pháp dân gian đấy để người ta giảm cân ấy, thì có thể là trong cái lúc người ta uống cái nước này này, người ta uống nhiều nước rồi cái cả trạng thái no ở trong người ấy nó đầy đủ, cho nên là dẫn đến là cái việc đến bữa ăn người ta ăn ít đi, rồi ăn ít đi như vậy thì người ta giảm được cân. Đấy, cái thứ hai nữa là do là khi mà người ta bước vào cái tâm lý mình cần phải giảm cân nên mình uống cái nước này để giảm cân này, mình cần phải giảm cân, thế thì tâm lý cái thì bắt đầu người ta dè chừng với tất cả mọi loại thức ăn và người ta cũng lựa chọn để ăn, người ta ăn ít đi và từ đó người ta giảm được cân. Chứ còn riêng những cái loại nước lá đấy ấy, thì câu trả lời của chị đó là không bao giờ có thể giảm cân được nhờ các loại nước này. Nó không đốt giúp chúng ta đốt mỡ đâu. Mỡ của chúng ta có mất đi hay không ấy là do chúng ta sẽ làm cho cái bộ máy chuyển hóa của mình tốt lên thì nó mới đốt được mỡ. Rồi mỡ của chúng ta không hình thành nữa. Khi chúng ta ăn đừng có dư năng lượng để cho nó tích thêm vào. Chỉ khi mình làm được hai cái việc đó, tác động vào cái quá trình giảm mỡ của bản thân, thì lúc đó chúng ta mới giảm cân được mà thôi. Chứ còn đừng có trông mong vào những cái loại lá không giảm được cân đâu em. Những loại lá, loại thuốc đó, phương thuốc đó không hề giúp cho chúng ta giảm cân. Thế nhá.